Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 32. Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối. Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn, và tôi rên siết trọn ngày. Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi, nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói, tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa tha tội ác của tôi. Bởi cớ ấy, phàm người nhân đức đều cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thế gặp Ngài. Quả thật, trong lúc có nước luộc lan ra thì sẽ chẳng lan đến người. Chúa là nơi ẩn núp tôi, Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân. Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi. Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Chớ như con ngựa và con la là vật vô tri, phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được, bằng chẳng chúng nó không đến gần ngươi. Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn, nhưng người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ vây phủ người ấy. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va. Ớ các người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng. Thi Thiên 15. Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngủ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình và nói chân thật trong lòng mình. Kẻ nào có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại cho bạn hữu mình, không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình. Người nào khinh dễ kẻ gian ác, nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va. Kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì hết. Người nào không cho vay tiền lấy lời, chẳng lãnh hối lộ đặng hại người vô tội. Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng động. 19. Tháng 3, sau khi ra khỏi Sito, trong ngày đó Israel đến nơi đồng vắng Sinai, từ Rephidim đi đến nơi đồng vắng Sinai và đóng trại tại đó đối diện cùng núi. Môi-se bèn lên đến Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va ở trên người mà phán rằng: Ngươi hãy nói như vậy cho nhà Gia-cốp và tỏ điều này cho dân Israel. Các ngươi đã thấy điều làm cho người Ê-díp-tô, chở các ngươi trên cánh chim ưng nào và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ riêng về ta, vì các thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy lễ cùng một dân tộc thật ta. Bấy giờ đó ngươi sẽ nói lại cùng Israel. Môi-se bèn đòi các trưởng lão trong dân sự thuật cùng họ mọi lời Đức Giê-hô-va mình nói lại. Cả dân sự đồng thinh đáp rằng: Chúng tôi xin làm mọi Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Môi-se bèn thuật lại của dân sự cùng Đức Giê-hô-va. Ngài phán rằng: Này, ta sẽ ở trong mây mịt mịt đi đến ngươi. Khi nào ta phán cùng ngươi, dân sự nghe và tin cậy luôn luôn. Môi-se đem lời của dân sự đưa lại cho Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn phán Môi-se rằng: Hãy đi cùng dân sự, khiến dân giữ mình thánh sạch, ngày và ngày mai cùng phải giặt áo sống mình. Qua thứ ba, dân khá sẵn sàng, vì ngày đó Đức Giê-hô-va giáng lâm trước mắt dân sự tại núi Sinai. Và ngươi hãy phân định hạn cho dân sự ở chung quanh núi rằng: Khá giữ mình đừng leo lên núi hoặc đứng chân, hễ kẻ nào đụng thì sẽ bị xử tử. Chớ ai tra tấn mình người đó, nhưng người đó liện đá hoặc bắn tên,
bất luận vật hay người chẳng để cho sống đâu. Khi kèn thổi lên, sự sẽ đến gần núi. Môi-se xuống núi đến cùng dân sự, khiến họ giữ mình và giặt áo sống mình. Người dặn dân sự rằng, trong 3 ngày hãy sẵn sàng, chớ đến gần đàn bà. Qua sáng ngày, có sấm vang chớp, một áng mây mịt mịt núi và tiếng kèn thổi rất vang. Cả dân sự đại quân đều run hãi. Môi-se bèn biểu khỏi trại quân nghinh tiếp Đức Chúa Trời. Dân sự dừng lại tại chân núi. Đã bây giờ khắp núi Sinai đều ra khói, vì Jehova ở trong lửa giáng lâm đó. Khói ra khác nào khói của lò lửa lớn, và cả hòn núi đều rút cách kịch liệt. Tiếng kèn càng vang động. Môi-se nói, Đức Chúa Trời tiến lại. Jehova giáng lâm trên chót núi Sinai, đòi Môi-se. Môi-se bèn lên. Đức Chúa Trời phán rằng, hãy xuống, cấm dân sự đừng xông đến gần Đức Giê-hô-va mà nhìn, e nhiều người trong bọn phải chết. Dầu những thầy tế đến gần Đức Giê-hô-va cũng mình thánh sạch, hãy hại họ chăng? Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, dân sự chẳng được lên núi Sinai đâu, vì Ngài có cấm chúng tôi mà phán, hãy phân định giới chung quanh núi và phân biệt đó là đất thánh. Đức Giê-hô-va phán rằng, hãy đi xuống, rồi đem quân lên cùng ngươi. Thầy tế lễ và dân sự chớ xông pha đặng lên đến Jehovah, e Ngài hạ chăng? Vậy đi xuống, nói lại sự nghe. Chương 20. Bây giờ Đức phán mọi lời này rằng, ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đã rút ngươi ra khỏi Ai-cập là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc thấp này, hoặc trong nước. Ngươi chớ quỳ trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời và sống đến 1000 đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ cách ta. Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va đời ngươi mà làm chơi. Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy nhớ ngày nghiệp đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, vật của ngươi hoặc khách ngoại ở trong nhà ngươi đều làm công việc chi hết. 6 ngày, Đức Giê-hô-va đã dựng trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì nghỉ. Vậy nên, Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hãy hiếu kính cha ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi trộm cướp, ngươi chớ nói dối cho kẻ lân cận mình, ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Vả cả dân sự nghe sấm vang, tiếng kèn thổi, thấy chớp nhoáng núi ra khói thì rút đẩy và đứng cách tận xa. Dân sự bèn nói cùng Môi-se rằng, chính mình người hãy nói cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ nghe, nhưng cầu xin Đức Chúa Trời chớ phán cùng, e chúng tôi phải chết chăng? Môi-se đáp rằng, đừng sợ chi, vì Đức Chúa Trời giáng lâm đặng thử các ngươi, hầu cho sự kính sợ Ngài ở trước mặt các ngươi, cho các không phạm tội. Vậy dân sự đứng cách tận xa, còn Môi-se đến gần mây đen kịt, có Đức Chúa Trời ngự ở trong. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, ngươi hãy nói cho dân Israel như vậy: các ngươi đã thấy ta từ trên trời phán xuống cùng. Vậy
chớ đúc tượng thần bằng bạc hay bằng vàng mà sánh với ta. Ngươi hãy lập cho ta một bàn thờ bằng đất, trên đó phải dâng của lễ thiêu cùng của lễ thù ân của ngươi, hoặc chiên hay bò. Phàm nơi nào có ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến và ban phước cho ngươi tại đó. Nếu ngươi lập cho ta một bàn thờ bằng đá, chớ dùng đá chạm, vì nếu ngươi dùng đồ để chạm thì sẽ làm đá đó ra ô uế. Ngươi chớ đi từ bậc thang lên bàn thờ ta, hầu cho sự lõa lồ ngươi không tố lộ. Chương 21. Đây là luật lệ ngươi phải truyền cho dân sự. Nếu ngươi mua một người đầy tớ Hebrew, nó sẽ hầu việc cho 6 năm, nhưng qua năm thứ 7 nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền. Nếu nó vào ở một mình thì sẽ ra một mình, nếu có vợ thì sẽ ra với vợ. Nếu người chủ cưới vợ cho, và nếu vợ sinh được con trai hay gái, thì nó sẽ ra một mình, vợ và con thuộc về chủ. Nếu kẻ tôi mọi nói rằng tôi thương chủ, vợ và con tôi, không muốn ra được tự do, thì người chủ sẽ dẫn nó đến trước mặt Đức Chúa Trời, biểu lại gần cửa hay là cột, rồi lấy mũi dùi xỏ tai. Nó sẽ hầu việc người chủ đó trọn đời. Nếu ai bán con gái mình làm con đòi, con gái đó không được ra như các đầy tớ kia. Nếu chủ trước đã ưng lấy con đòi làm hầu, rồi sau lại chẳng muốn, thì chủ phải biểu chuộc nàng lại, chứ không có phép gạt rồi đem bán nàng cho kẻ ngoại bang. Nhưng nếu chủ định để cho con trai mình, thì phải xử với nàng theo phép như con gái mình vậy. Nếu chủ có lấy người khác, thì đối với người thứ nhất chẳng được phép giảm đồ ăn, đồ mặc và tình nghĩa vợ chồng chút nào. Nếu người chủ không làm theo ba điều này, nàng được phép ra không, chẳng phải thối tiền lại. Kẻ nào đánh chết một người sẽ bị xử tử. Nhược bằng kẻ đó chẳng phải mưu giết, nhưng vì Đức Chúa Trời đã phú người bị giết vào tay kẻ đó, thì ta sẽ lập cho ngươi một chỗ đặng kẻ giết người ẩn thân. Còn nhược bằng kẻ nào dấy lên cùng người lân cận mà lập mưu giết người, thì dẫu rằng nó núp nơi bàn thờ ta, ngươi cũng bắt mà giết đi. Kẻ nào đánh cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử. Kẻ nào bắt người và bán hoặc giữ lại trong tay mình sẽ bị xử tử. Kẻ nào mắng cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử. Khi hai người đánh lộn nhau, người này đánh người kia bằng đá hay là đấm cú, không đến nỗi phải chết nhưng phải nằm liệt giường. Nếu đứng dậy chống gậy đi ra ngoài được, người đánh đó sẽ được tha tội, nhưng chỉ phải đền tiền thiệt hại trong mấy ngày nghỉ và nuôi cho đến khi lành mạnh. Khi người chủ lấy gậy đánh đầy tớ trai hay gái mình và chết liền theo tay, thì chắc phải bị phạt. Song nếu đầy tớ trai hay gái còn sống một hai ngày, người chủ khỏi tội, vì nó vốn là tài sản của chủ. Nếu người ta đánh nhau, đụng nhầm một người đàn bà có thai, làm cho phải xảo, nhưng chẳng bị sự hại chi khác, thì kẻ đánh nhầm đó phải bồi thường theo lời chồng người sẽ định và trả tiền trước mặt quan án. Còn nếu có sự hại chi, thì ngươi sẽ lấy mạng thường mạng, lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng, lấy tay thường tay, lấy chân thường chân, lấy phỏng thường phỏng, lấy bầm thường bầm, lấy thương thường thương. Nếu ai đánh nhầm con mắt đầy tớ trai hay gái mình, làm cho mất đi, thì hãy tha nó ra tự do vì cớ mất con mắt. Nếu ai làm rụng một răng của đầy tớ trai hay gái mình, thì hãy tha nó ra tự do vì cớ mất một răng. Ví có một con bò bán nhầm một người đàn ông hay đàn bà phải chết đi, con bò sẽ bị ném đá chết. Người ta không nên ăn thịt nó, còn người chủ bò sẽ được vô tội. Nhưng ngộ từ trước, con bò có tật hay bán và chủ đã bị mắng vốn mà không cầm giữ, nếu bò này còn giết một người đàn ông hay đàn bà, thì nó sẽ bị ném đá và chủ sẽ bị xử tử nữa. Nhược bằng người ta định giá cho chủ bò chuộc mạng, chủ phải chuộc mạng mình y như giá đã định. Nếu bò bán nhầm một đứa con trai hay là con gái, người ta cũng sẽ chiếu theo luật này.
con bò bán nhầm một đứa đầy tớ trai hay gái, chủ bò phải trả 30 siếc lơ bạc cho chủ nó, rồi bò sẽ bị ném đá chết. Nếu ai mở miệng hầm hay là đào hầm mà chẳng đậy lại, và nếu có bò hay là lừa té xuống đó, chủ hầm sẽ bồi thường giá tiền cho chủ của súc vật, nhưng súc vật bị giết đó sẽ về phần mình. Bằng bò của ai bán nhầm bò có kẻ lân cận mình phải chết đi, hai người hãy bán bò sống đó, chia tiền và chia luôn con bò chết nữa. Nếu người chủ đã tỏ tường trước rằng bò mình có tật hay bán mà không lo cầm giữ, chủ phải lấy bò thường bò, nhưng bò chết sẽ về phần người. Chương 22. Ví ai bắt trộm bò hay chiên rồi giết hoặc bán đi thì phải thường 5 con bò cho một con và 4 con chiên cho một con. Nếu kẻ trộm đang cậy cửa mà bị bắt và đánh chết đi thì kẻ đánh chết chẳng phải tội sát nhân. Song nếu đánh chết trong khi mặt trời đã mọc rồi thì bị tội sát nhân. Kẻ trộm phải bồi thường bằng chẳng có chi thì sẽ bị bán vì tội trộm cắp mình. Nếu vật mà kẻ trộm đã lấy hoặc bò, lừa hay chiên hãy còn thấy sống trong tay thì kẻ trộm phải bồi thường gấp hai. Ngộ ai làm hư hại trong ruộng hay là vườn nho, thả súc vật mình vào ăn trong ruộng người khác, thì ai đó phải lấy hoa lợi tốt nhất của ruộng hay là vườn nho mình mà thường bồi. Nếu lửa nổi đốt bụi gai và cháy lan qua lúa đã bó, mùa màng hay là đồng ruộng, thì kẻ nổi lửa đó phải bồi thường trọn mọi vật đã bị cháy. Khi ai giao tiền bạc hay đồ vật cho kẻ lân cận mình giữ, rủi bị trộm cắp tại nhà kẻ lân cận đó, nếu tên trộm đã bị bắt được thì nó phải thường gấp hai. Nếu kẻ trộm không bị bắt được thì chủ nhà cho gửi phải dẫn đến trước mặt Đức Chúa Trời đặng thề rằng mình chẳng hề đặt tay vào tài vật của kẻ lân cận mình. Trong mọi việc gian lận nào, hoặc về một con bò, một con lừa, một con chiên, áo sống hay là một vật chi bị mất mà có người nói rằng quả thật là đồ đó, thì phải đem duyên cớ hai đàn đến trước mặt Đức Chúa Trời. Kẻ nào bị Ngài xử phạt phải thường bồi cho kẻ lân cận mình gấp hai. Nhược bằng, người nào giao lừa, bò, chiên hoặc súc vật nào khác cho kẻ lân cận mình giữ và bị chết, gãy một giò hay là bị đuổi đi không ai thấy, thì hai đàn phải lấy danh Đức Giê-hô-va mà thề, hầu cho biết rằng người giữ súc vật có đặt tay trên tài vật của kẻ lân cận mình chăng. Người chủ con vật phải nhận lời thề và người kia chẳng bồi thường. Còn nếu con vật bị bắt trộm thì người lãnh giữ phải thường bồi cho chủ nó. Nếu con vật bị thú rừng xé chết, người lãnh giữ phải đem nó ra làm chứng, sẽ không phải bồi thường vật bị xé đó. Ví ai mượn người lân cận mình một con vật mà nó gãy một giò hoặc bị chết không có mặt chủ thì ai đó phải bồi thường. Nếu chủ có mặt tại đó thì không phải bồi thường. Nếu con vật đã cho mướn thì giá mướn thế cho tiền bồi thường. Nếu kẻ nào hòa dụ và nằm với một người gái đồng trinh chưa hứa giá thì kẻ đó phải nộp tiền sính và cưới nàng làm vợ. Nhược bằng cha nàng quyết từ chối không gả thì kẻ đó phải nộp tiền bằng số tiền sính của người gái đồng trinh. Người chớ để các đồng cốt sống. Kẻ nào nằm cùng một con vật sẽ bị xử tử. Kẻ nào tế các thần khác hơn một mình Đức Giê-hô-va sẽ bị diệt. Ngươi chớ nên bạc đãi khách ngoại bang và cũng chẳng nên hà hiếp họ, vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ tại xứ Ai Cập. Các ngươi chớ ức hiếp một người quá bụa hay là một kẻ mồ côi nào. Nếu ức hiếp họ và họ kêu vang ta, chắc ta sẽ nghe tiếng kêu của họ. Cơn nóng giận ta phừng lên, sẽ lấy gươm giết các ngươi, thì vợ các ngươi sẽ trở nên quá bụa và con các ngươi sẽ mồ côi. Trong dân ta có kẻ nghèo nàn ở cùng ngươi, nếu ngươi cho người mượn tiền, chớ xử với họ như người cho vay, và cũng chẳng nên bắt họ chịu lời. Nếu ngươi cầm áo sống của kẻ lân cận mình làm của tin thì phải trả cho họ trước khi mặt trời lặn, vì là đồ chỉ có che thân, là áo sống che đậy da mình, người lấy chi mà ngủ.
Nếu người đến kêu vang ta, tất ta sẽ nghe lời người, vì ta là đấng hay thương xót. Ngươi chớ nên nói lộng ngôn cùng Đức Chúa Trời, và cũng đừng rủa sả vua chúa của dân sự ngươi. Ngươi chớ trễ nải mà dâng cho ta những hoa quả đầu mùa của ngươi chứa trong vựa và rượu ép chảy nơi bàn ép. Ngươi cũng phải dâng cho ta con trai đầu lòng ngươi. Về phần chiên và bò, ngươi cũng hãy làm như vậy. Trong 7 ngày đầu, con đầu lòng ở cùng mẹ nó. Qua ngày thứ 8, ngươi hãy dâng nó cho ta. Các ngươi sẽ làm người thánh của ta. Chớ nên ăn thịt chi bị thú rừng xé ở ngoài đồng. Hãy liệng cho chó ăn. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.